Mở đầu hành trình thắp sáng ước mơ lần này, chúng tôi đến với hoàn cảnh gia đình em Đinh Nhật Tân, là học sinh lớp 91, trường trung học cơ sở Phú Khánh, huyện Thành Phú. Gia đình Nhật Tân thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất canh tác. Căn nhà ở hiện tại cũng là nhà tình thương do sự vận động hỗ trợ của hội đồng đội huyện Thành Phú trao tặng. Ba của Nhật Tân làm nghề thợ hồ, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua nên công việc cũng không ổn định. Không những vậy, trong một lần đi làm, ba em không may bị tai nạn lao động, gãy tay chân, phải chữa trị một thời gian dài mới tạm hồi phục. Dù vậy, ba em vẫn cố gắng vượt qua bệnh tật để tiếp tục với công việc thợ hồ để có thêm thu nhập cho gia đình. Mẹ em không có công việc ổn định, hàng ngày tất bật với công việc cạo hạt điều thuê, nhưng thu nhập cũng chẳng là bao. Bản thân Nhật Tân bị cận nặng hay bị đau mắt mỗi khi tập trung nhìn, nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của em. Nhận thức được hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ Nhật Tân đã biết tự lập và giúp đỡ ba mẹ nhiều những công việc trong gia đình. Hàng ngày ngoài việc học, em còn giúp ba mẹ nhiều những việc lớn nhỏ trong gia đình. Trong học tập, em luôn cố gắng hết mình để vượt qua hoàn cảnh và bằng ý chí nghị lực phi thường của mình, em đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như đạt danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt là học sinh giỏi nhất khối nhiều năm liền, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, được hội đồng đội tỉnh trao tặng giấy khen với thành tích thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia nhiều hoạt động học thuật do các cấp tổ chức, tiêu biểu là hội thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh, cuộc thi về tin học, vân vân. Với những thành tích ấy, em luôn được thầy cô và bạn bè quý mến, xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó học tốt của tỉnh nhà. Tiếp tục với hành trình thắp sáng ước mơ hôm nay, chúng tôi đến với hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Văn Tặng, hiện đang là học sinh lớp 71, trường trung học cơ sở Trần Thị Tiết, huyện Thành Phú. Gia đình Tặng thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất canh tác, ba bỏ đi từ lúc em còn rất nhỏ. Mẹ em cũng có gia đình mới, em sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi. Hiện bà ngoại em sức khỏe cũng không ổn định do mắc chứng tiểu đường, bao tử hoành hành, phải uống thuốc cầm chừng hàng tháng. Không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, dù thiếu vắng tình thương của ba mẹ từ nhỏ, nhưng do ý chí quyết tâm kiên trì và bền bỉ, Tặng đã cố gắng vươn lên bằng chính nghị lực phi thường của mình. Hàng ngày, ngoài việc học, em còn phụ bà đang bội để mang ra chợ bán kiếm tiền, thuốc thang cho bà, cũng như để trang trải cho việc học tập của em. Dù mỗi sản phẩm làm ra chỉ 10.000 đồng, nhưng với đôi tay khéo léo, sự cần cù của em mà những sản phẩm làm ra đều đạt chất lượng và giúp em có thêm nguồn thu nhập nhỏ phụ giúp gia đình. Trong học tập, em luôn phấn đấu và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, đặc biệt tích cực tham gia các hoạt động học tập thể thao do các cấp tổ chức. Những thành tích đáng nể ấy của Tặng là minh chứng cho ý chí kiên trì, bền bỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tích trong học tập và cuộc sống, và em luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đến với hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Hà, hiện đang là học sinh lớp 81, trường trung học cơ sở thị trấn, huyện Mỏ Cày Nam. Gia đình Ngọc Hà thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Căn nhà sập sệ, trống trước thiếu sau là nơi ở và sinh hoạt của 5 thành viên trong gia đình. Ba của Ngọc Hà làm công việc phụ hồ, thu nhập bấp bênh, lại thêm chứng huyết áp cao, phải uống thuốc hàng tháng. Mẹ em không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, nhưng thu nhập cũng chẳng là bao. Sức khỏe lại không ổn định do chứng sỏi thận hoành hành, hàng tháng phải chữa trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bà nội em năm nay đã 69 tuổi, lại không may bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi. Dù đã được chữa trị, nhưng đôi chân không thể hồi phục, khiến bà đi lại hết sức khó khăn. Em còn một người em gái đang học lớp 2 tại trường tiểu học trên địa bàn. Nhận thức được hoàn cảnh khó khăn, nên từ nhỏ Ngọc Hà đã biết tự lập và giúp đỡ ba mẹ và bà các công việc lớn nhỏ trong gia đình. Hàng ngày, ngoài việc học, em còn phải chăm sóc bà và em gái nhỏ, tất bật với công việc nhà như đi chợ, hái rau, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Trong học tập, em luôn xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, tích cực tham gia các hoạt động phong trào như văn nghệ, vẽ tranh do các cấp tổ chức và đạt nhiều thành tích đáng nể.
Ngoài ra, em còn đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ nhiều năm liền. Những thành tích tiêu biểu ấy của Ngọc Hà là minh chứng cho ý chí kiên trì, bền bỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tích trong học tập và cuộc sống, là động lực để động viên các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó học tốt. Tiếp tục với cuộc hành trình, chúng tôi đến với hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo Thi, lớp 43, trường tiểu học Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam. Gia đình Bảo Thi thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Căn nhà lá đơn sơ, dột ướt, mỗi khi mùa mưa bão là nơi ở và sinh hoạt của ba thành viên trong gia đình. Hoàn cảnh đã khó khăn, nhưng trong một lần khám bệnh, mẹ em phát hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư ruột. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian dài điều trị, khối u đã di căn lên gan. Chi phí điều trị mỗi tháng ngoài các khoản hỗ trợ, gia đình phải tự đóng gần 4 triệu đồng để chữa trị bệnh. Bà Bảo Thi làm công việc phụ hồ, thu nhập cũng chẳng là bao so với chi phí thuốc thang cho mẹ, chi phí học tập của em và chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Dù hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm cố gắng vượt qua hoàn cảnh và sự cần cù chịu khó, em luôn đạt nhiều thành tích đáng nể. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng em luôn biết chăm sóc mẹ bị bệnh và tự giác làm các công việc nhỏ trong gia đình để giúp đỡ ba mẹ. Trong học tập, với danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, em luôn tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài và tham gia các hoạt động đội do trường tổ chức, luôn ngoan ngoãn vâng lời thầy cô, hòa đồng, giúp đỡ các bạn trong lớp, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Những tấm gương mà chúng tôi kể trên chỉ là đại diện cho rất nhiều những tấm gương vượt khó vươn lên học tập tốt, quyết tâm vượt qua số phận của nhiều em học sinh khó khăn của tỉnh nhà. Đừng nản chí, nếu có nghị lực sống mãnh liệt thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Lòng quyết tâm, ý chí kiên cường đương đầu với mọi khó khăn thử thách, chúng ta mới có thể tìm đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đạt được những thành công trong tương lai.